Xin chào mọi người đã quay trở lại với trang của Auto 365 Cần Thơ ha. Tiếp tục series nâng cấp ánh sáng ngày hôm nay, đó là một chiếc xe Corolla Altis. Thì dòng xe này anh Khách đã nâng cấp bi trên rồi, nhưng mà do là hiện tại đã sử dụng cũng vài năm cho nên là ánh sáng nó chập chờn, lúc sáng lúc không, cho nên anh Khách quyết định là sẽ thay một bộ bi LED GTG Limited 3.0. thì dòng bi LED này hiện tại là đang bán khá tốt ở nhà Auto 365 Cần Thơ luôn nha cả nhà. Thì nó với cái mức giá rất là hợp lý luôn. Về cái công suất thì nó là 55-65W nè. Về chế độ bảo hành thì sẽ bảo hành cho cả nhà 36 tháng. Chip LED là 9+1 và nhiệt màu là 5200. Nhiệt màu là 5200, ánh sáng màu vàng trắng, ở giữa có tâm màu vàng. Thì bây giờ là cái ánh sáng của cái bóng của cái bi LED hồi trước anh Khách đã nâng cấp rồi nè. Thì khi mà nâng cấp ánh sáng xong á, khi mà thay lên bộ bi Limited 3.0, bên em sẽ quay lại một cái clip cho cả nhà xem ánh sáng của nó nhé. Cảm ơn cả nhà đã xem video ạ. Và đây là sau khi mình đã hoàn thành lắp bi LED GTR Limited 3.0 cho anh Tiếp đời 2018 ha. Đó, mọi người thấy ha. Thay thế vào cái chỗ cái bi cũ hồi sáng nha. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái ánh sáng code của cái ánh sáng của bi Limited 3.0 này ha. Mình tắt đi gầm đi. Này pha nè, code nè. Công suất của cái pin này thì code của nó sẽ là 55W và pha sẽ là 65W nha mọi người. Nhiệt màu nó là nhiệt màu 5000 luôn nha. Đó. Ở giữa của nó sẽ nó có một cái tâm màu vàng như gì đó để mình bám đường hơn ha. Đây mình pha nè. Đó mọi người thấy ha. Ở giữa nó sẽ có tâm vàng như nè. Khi để nó pha như vậy thì sẽ pha nó sẽ xa hơn và bám đường hơn nha. Đó. Rất là sáng nha. Cho mọi người xem. Mình cắt rất là nét nha, rất là rõ luôn. Nên là mọi người không cần phải sợ bị chói mắt người đối diện nha. Đây rất là sáng nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem clip nha. Hẹn gặp lại mọi người ở clip sau nha. Số điện thoại mình sẽ để ở phía dưới góc phải màn hình. Mọi người cần tư vấn gì đó cứ liên hệ vào đó cho mình nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.